Theo các nhân chứng tại hiện trường, trong lúc các công nhân đang bốc xếp và kiểm hàng, thì giá đỡ chứa 65 tấn thép thành phẩm ở độ cao khoảng 2 mét đã bị sập xuống và có thể do giá đỡ hàng được làm tạm bợ, không có mối hàn để nối, không có ốp khóa 4 chân để đỡ nên mới bị sập. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các công nhân bị thương đã được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối trong tình trạng bị đa chấn thương phần mềm vùng lưng và vùng ngực, tai và da tay, chân bị rách, phải khâu nhiều mũi. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Mỹ Hào đã kịp thời có mặt để kiểm tra khám nghiệm hiện trường, tuy nhiên không nhận được sự hợp tác của công ty Hà Anh. Trong khi đó, thì hàng chục người nhà của các nạn nhân đã đến cổng công ty yêu cầu lãnh đạo đơn vị này giải quyết vụ việc, nhưng cũng không nhận được sự hợp tác ngay từ bộ phận bảo vệ.